là nơi chẳng có phòng. Ông nói biệt danh của con là gì? Booty. Booty nào? Con tên là Quỳnh. Con tên là Quỳnh Anh. Con tên là Lê Lê Anna. Con tên là Anh Quỳnh. À, bạn mấy tuổi rồi? 5. Con cũng 5 rồi. Điều gì mà con thích nhất khi mà đến trường mầm non em nhất? Con thích chơi đá bóng. Con thích chơi đá xa. Con thích tiết học nào nhất? Con thích môn học toán. Toán học biết. Ở lớp thì con thích chơi bạn nào nhất? Học thứ hai. Con thấy bữa trưa ở mầm non em rất có ngon không? Có. Con thích món nào nhất? Cá kho. Thịt bò ạ? Thịt bò xào ạ? Vâng ạ. Ở lớp con thích cô nào nhất? Cô Hiền. Cô Hiền à? Con thấy cô như thế nào? Cô dạy hay. Cô dạy hay à? Cô Phương. Cô Phương à?